Mừng anh em đến với vlog của mình. Thì hôm nay mình sẽ review cho anh em con CBR1000 đắt 2.7 này. Xe này mình vừa mới lấy về. Thì CBR1000 đời 2.7 á, trọng lượng khô của nó là khoảng cỡ 179 kg. Bánh trước 120, bánh sau 190. Về nói về HP của nó đó thì 179 HP, mà cái đó là được đo ở trục biểu nha anh em, chứ không phải là được đo ở trục bánh xe. Nói chung là CBR thì cũng không phải là một dòng xe mạnh gì. R1000, nếu anh em nhìn có chơi xe thì nhìn cái lốc má là sẽ nhận ra được ngay. Thì đặc điểm của dòng 2.7 này thì nó cũng không có gì gọi là cao cấp lắm. Thì thắng của nó chỉ là thắng Tokyo bình thường thôi. Thì đời 2.8 trở lên nó mới có tích hợp hai cái xi nhan vào hai cái kiến. Chứ còn đời 2.7 thì nói chung là cũng không có công nghệ gì. Bánh trước là hai phanh số chiếc rồi. Về CBR1000 2.7 này nó xài hộp số 6 cấp giải nhiệt bằng nước. Lưu ý là cái này nó sẽ có hai cái quạt gió, một cái quạt gió nó quạt ở tầm 90 mấy độ C á, còn một cái quạt gió nó quạt ở tầm 100 mấy á, là lúc đó khoảng 200 mấy chục độ F á. Mình chỉ nhớ chính xác vậy thôi. Cái nó xài cái tốc lô đồng hồ giống như CBR600 vậy đó. Chỉnh một số được một số thông số cơ bản thôi, nói chung là cũng không có mod gì hết, không có gì hết. Dòng này á, điểm yếu của nó là mình thấy là cái kiến chắn gió nè, anh em thấy kiến chắn gió không? Kiến chắn gió nó rất là ngắn, khi mà mình chạy mình đắp gió vô cái phần này á, nó sẽ bị tạt hẳn trực tiếp vào mặt mình á. Nếu mà độ full face đi chăng nữa thì nó cũng tạo ra một cái lực nén nhất định. Nói chung là núp phải núp cho sâu cho sát xuống, chứ còn nếu mà núp vừa thì nó cũng tạt, nó gây nên cái sự không có ổn định khi chạy nhanh. Còn về ưu điểm của nó thì mình đánh giá cao nhất của nó là rất là ok, và mình cực kỳ thích những dòng bô đúc đích. Nói thẳng là khi mà bô đúc đích hoặc là hai bô hai bên á, nó tạo cho một cái xe mình nhìn mọi khía cạnh nó đều có một cái sự cân bằng nhất định đó, nên là mình rất là thích. Thì nhớt thằng này á, mình nhớ là tầm khoảng 3 lít rưỡi, mình nhớ chính xác là như là cỡ 3 lít rưỡi thôi, chứ lâu quá không có thay, không có nhớ. Không phải là xe này mà lúc trước á. Còn về xăng á, xăng gì thôi, mỗi loại xăng nó có cái độ nén, độ nở nó khác nhau, nên anh em cũng căn cứ vào thị trường Việt Nam mình, chứ cũng đừng có đọc catalog nhiều quá. Còn nói chung cái việc mà Honda mà bao giờ nó cũng thiết kế cho anh em dễ sửa chữa hết. Các anh em thấy không, chỉ cần tháo cái dàn áo ngay khúc này là tháo nhẹ ra thôi, tháo cái ốc này, tháo ốc này là mình sẽ thay được cái lọc nhớt, và nhớt của nó là nằm ở dưới gầm y như là những cái dòng xe nhỏ bình thường, thay rất là dễ. Nói chung xe CBR thay những cái động tác cơ bản rất là dễ, thay nước mát cũng rất là dễ. Nói chung là Honda bao giờ nó cũng làm để cho anh em mình dễ sửa chữa đó, để tự sửa chữa những cái chi tiết cơ bản á. Bình dầu phụ của nó cũng không giấu, nó nằm để lộ thiên này nè, để cho anh em mình tiện thay dầu cho cái ben thắng sau. Nói chung là Honda là nó thiết kế theo cái thị yếu của người tiêu dùng á, là dễ sửa chữa những cái chi tiết lặt vặt và tuổi thọ rất là cao, nên anh em đi dòng này thì rất là ok. Góc ngồi của CBR1000 đời 2.7 này á, thì nó nói chung là cũng là khá là thoải mái, làm hai tầng rõ rệt. Các anh em thấy không, người cái độ dốc độ nghiêng không có bao nhiêu, nên cái việc mà người ngồi sau đè lên người ngồi trước á là không có nhiều. Nó sẽ có đặc trưng của dòng sport nhưng mà nó không có nhiều, và tư thế chồm của nó cũng vẫn là một chiếc super bọt, nên anh em cái kiểu ngồi khung đó cũng giống như R1 hay là ZX hay là R6 CBR600 gì đó, nó cũng tương tự như vậy. Nếu chứ nó không giống như con Hayabusa bên kia là sport touring. Thật sự nếu mà đi xa là những dòng sport touring nó ngon hơn là dòng super bọt này nhiều. Thì những đặc tính của Honda thì đời cũ này nói chung là nó không có công nghệ, nên Liêm cũng không chẳng biết review cho anh em hết. Máy mát, nhưng mà bù lại thì tốc Honda thì nó không có được đánh giá cao từ nước đề cho đến nước hậu. Nhưng mà nói chung mà tùy mục đích anh em sử dụng. Có nhiều anh em không thuộc dạng máu lửa mà thích mua một chiếc xe để làm của hay là để di chuyển lâu dài á, thì Honda vẫn là lựa chọn hàng đầu, tới bây giờ vẫn vậy. Honda luôn đánh vào cái thị trường ăn chắc mặt bền mà. Đó, đây là tổng quan về chiếc CBR1000 đời 2.7. Xe này Liêm cũng mới lấy nên anh em ví dụ như có muốn lấy hay gì thì qua thì Liêm sẽ chia sẻ để lại cho anh em chơi, giá cũng mềm mà. Tất cả cái dòng xe Liêm bán hầu như là đều sang tên được hết, anh em cứ thoải mái.
này không có đăng buôn bán vào vlog, nhưng mà sẵn tiện nói cho anh em biết để mốt mấy nhiều anh em nói là có xe ngon rồi sao không hú vậy thôi đó. Chi tiết của một con CVR 1027 nó chỉ có vậy thôi, chứ nó cũng không có gì đặc trưng hết nha anh em. Thì cái màu tem này đang đi là màu Repsol, thì cái màu này là màu đặc trưng và màu hot nhất hiện nay của đội đua Honda. Thì 93 đang chạy cái tem này, chứ thật chắc là xe này không phải màu này nha anh em. Phải dán tem thôi. Rồi giờ chắc cũng không còn gì để nói thôi, chắc cũng kết thúc vlog tại đây. Chúc anh em một buổi sáng vui vẻ nha, làm việc thật tốt để kiếm tiền mua được nhiều con xe mình mong muốn nha. Rồi xin chào anh em.